Ok anh em, hôm nay lại tiếp tục chia sẻ cho anh em kỹ năng để mà ghép và đổ cái cột bê tông nhá. Hôm nay cái cột nhỏ hơn là cột 200 ở trên sàn mái anh em nhá. Mái hai vẫn là cái ông mọ đấy, vẫn ông già đấy, vẫn kinh nghiệm đấy, nhưng hôm nay được thêm hai cái cô kiều nữ nữa. Hai bà già, hai cô kiều nữ xinh đẹp ở làng Pu Ho. Có tuổi rồi nên cứ tấm mò tôi anh em nhá. Kiểu này lại đau lưng. Toàn những làng kiều nữ 18 tuổi rưỡi. Đấy các anh em nhìn không? Mỡ màng, đẹp đẽ, gái chưa chồng anh em nhá. Đấy đây còn kia mà ông thanh niên, một ông thanh niên 21 tuổi đang bế cháu đứng kia để xem hai cô làm kiểu nữ. 21 tuổi bế em nhau là bế cháu. Bế cháu với bà hai cô này bảo nhìn bông ra bông má ra bà. Hai cô này hai cô này được cái tuyển từ bên Úc về các bác nhá. Phải hai làng giữ cột mới được ạ. Một làng giữ cột sợ ngã. Ông mọ này được cái đời sống rất cao và phải có hai em. Hai em giúp cột cho. Không, không làm đấy. Rồi đi ở xã bên Hà Nội nào cũ. Có ghép được 4 cái cột rồi mà mới về thì phải chết rồi. Đâu ngồi bên ngoài này chứ rồi có thể rượu ra ngồi ai, đời sống cao thế. Sáng ra đời sống cao thế. Có rượu uống. Chảy quá, mà mấy Hải này cho cách mình à. Mấy anh Hải. Vẫn ngồi quán cháo lòng à? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mông ra mông, má ra má. Anh em xem kết cấu nối đê. Đây cột 60 anh em nha. Cột 200 anh em. Có cái đống gạch nó hơi vướng. Nhà diện tích nhỏ nên chở cái sẵn tiện hôm tời vật liệu đổ cột thì tời luôn gạch để mà xây anh em ạ. Với cơ chế là cứ mảnh mò thôi cho nó nhẹ nhàng anh em ạ. Ui bác mày đi ăn xong bình tĩnh về xong hết bình tĩnh như lúc kia tiền ạ. Thấy ba người giả sức yếu mà vẫn về nhà sáng về vẫn được ba cò kia à. Đấy. Ui em lắp đúng 3 phút rồi. Đấy bây giờ mày lắp tất nha. Cho lắp vào cái trên cho nó lắp hết rồi. Cái trên là chẳng lắp được. 3 người này có tuổi hết rồi, tầm 60, 70, 60, 70 hết rồi. Đấy hôm qua cái hôm dựng 4 cột này cho cháu 12 bà này bà nhận là U60 nhưng bà này bà nhận là 21 tuổi, không biết bà nào hơn bà nào. Một người bảo tao chưa chồng, một người bảo tao đã lấy chồng rồi thì có bây giờ không biết thế nào. Còn ông kia thì ông nhận là 18 tuổi. Đấy, bây giờ không biết hiểu, không hiểu xã hội bây giờ thế nào. Nhìn thấy bà khỏe à, bà thấy bà này khỏe không? Mà này thế này mà bảo u mới. U 6 mới. Phải á. U 70. Đi hai cái đi. Một bóp bóp cái này.
Anh Thảo chào anh em cái nào. Chào cái nào. Hello anh em cái nào. Hello hello. Đấy, đây là anh Thảo nhá. Giới thiệu vua kia rồi. Triệu rồi, đi xem người đi ghép cốt xà này. Đúng rồi, đi, vừa đó bỏ đi. Đúng rồi, cú. Lấy này cú. Vam vam. Rồi, vam đó. Đây là kỹ năng đổ trộn bê tông bộ anh em nhá. Thằng máy vừa mới đổ xong thì chiêu, không cho máy trộn nên nó sợ độ rung, rung nắc ở trên sàn máy, nó sợ nứt máy. Mình trộn bê tông bộ. Hai nàng kiều nữ. Các bê tông hơi xấu. Các bê tông mà chuẩn của nó là phải màu xanh nhá, xanh gì các bác nha, nó sạch. Các bê tông vàng là các bê tông dính đất anh em nhá. Các bê tông mà bác có bê tông đất này. Các bê tông xịn của nó là các bê tông phải màu xanh. À to màu xanh. Làm thiểu như để mãi đi. Đấy, nhìn kỹ năng của nàng kiều nữ cu hô. Xinh gái. Đẹp hơn Việt Kiều đúng không? Đẹp hơn nàng Kiều. Thì anh em trong người kinh nghiệm rồi, nhìn cát như nào ước ứng lượng cái số lượng của mình trộn đấy nó cũng là chuẩn rồi. Nên không phải đong đếm như ngày xưa nữa các bác nhé. Nhìn đống cát bây giờ người ta lựa ra được là mát bao nhiêu. Nên anh em xây nhà cứ tin tưởng các bác thợ xây nhá. Không phải lo lắng về cái gọi như là mình mát mình trộn bao nhiêu. Thì kỹ năng người ta làm lâu năm rồi, người ta có kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhưng không phải kinh nguyệt các bác nhá. Kinh nguyệt thì dành cho chị em phụ nữ thôi, còn kinh nghiệm dành cho anh em thợ. Trộn giữa thì mình phải trộn là trộn bê tông thì mình phải sang cát. Sang cát như thế này nó đôi ba lần thì nó đều. Cát xong rồi bắt đầu mình cho sỏi vào. Trộn tay thường nó vất hơn là trộn máy. Nhưng mà thường cái nhà dân, nhà nhỏ thì thường người ta hay chiêng máy móc cho nên tầng 2 người ta mới đổ bê tông, sàn mái. Cái công trình nhà nước, cái công trình là lớn á, thì người ta mới cho nên kết cấu của sắt của nó dầm khỏe á, thì người ta mới cho máy móc lên thôi. Sau khi mình trộn cát với xi xong rồi mình bắt đầu cho sỏi vào anh em ạ. Và ước lượng sỏi thì bất thường kinh nghiệm là vẫn là xúc bao nhiêu sẻng sỏi bao nhiêu sẻng cát là ấy thôi. Nó sẽ làm mát của nó anh em nhé. Chân cứ kéo hỏi chân cột ra thì nó có khắc vào đấy, đổ như thế là được rồi. Quan trọng là kéo về bên kia nữa, đừng có đổ ra cây mít này được. Kéo vào bên trong bên này này. Không đạn nó không có khung chống được đâu. Chúng ta phải đổ vào trong mình nữa. Lại đổ trong lòng nhà mình á, điểm đấy không có điểm chống. Nó như cái cột ở giữa kia để kệ nó kìa. Cứ thế mà đổ đi, biển nào chống được rồi. Trộn tủa tay này thường là rất vất vả anh em ạ. Không như là mình trộn máy rồi.
Các trộn vữa ra vữa và bắt đầu chuẩn bị lên con lên đổ nhá, đều nhá anh em nhá. Vữa nào ông mặc đấy, ông kinh nghiệm đấy, ông đổ cái cột, bạn cột hai mát 200 con cột 200 nhá. Hai nàng thơ đang ra vữa bên chuyên vào khô ra ướt. Bắt đầu đổ anh em nhá. Quay đây này. Tô đầu tiên. Lên. Rồi chú gõ đi. Bê tông dẻo ngoãn. Hai nàng thơ này trộn vữa được đẹp. Kém máy tí à? Kém máy một. Thank you.
công tác là buộc toại để mà giữ giáo anh em nhé. Của dò dọi dọi cột cũng đã hoàn thành xong cái cột anh em nhá, đổ xong cái cột và đang kê kích để mà chống cho thẳng vào sau. Bên này vẫn đang vào nốt điểm cột mà đổ nốt cái dãy cột bên này, bốn cái cột nữa anh em ạ. Đống vữa vẫn to lồ như con trâu chết ở đây này, và làng thơ vẫn xinh gái vẫn đứng này này, được cái ngại. Anh em muốn xem mặt cận cảnh không? Đây nhá, quay cận cảnh mặt anh em, nàng thơ xinh gái lắm. À, xinh gái lắm. Bảo rồi, nên sức bà lội rồi nhưng vẫn đẻ tốt. Đấy, trống nào rồi. Xem nào. Đây, nhìn thấy mông anh Thảo chưa? Đây. Đấy, mông anh Thảo đấy, đẹp. Các bạn nhìn nàng thơ rồi, xinh gái lắm. Đây, anh Thảo anh đang kỹ thuật trưởng của công trình này các bác nhé, chuyên tim cốt, tim phổi. Đấy, vẫy tay chào anh em. Đấy. Đấy, có cái dây lẹo gọi này anh em cứ thả mà nhìn theo cái sóng gân của cái cột nó sẽ thẳng anh em nhé, nhìn theo mà gọi thôi. Vâng, video mình làm đến đây dài rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đây là chia sẻ cho anh em kỹ năng để mà làm sao để hoàn thành được cái cột bê tông nhá. Anh em mới qua kênh mới để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like, một bình luận kênh. Nếu thấy video hay bình nghĩa chia sẻ cho người thân bạn bè cùng theo dõi. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình nhá. Nhớ để lại cho mình một xin một góp ý bình luận kênh nhá. Đăng ký kênh của mình nha anh em nhá. Cái sắt kia, cái sắt ở dưới đó.